Sáng nay, ông Bàn Thanh Thảo, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện Bát Sát đã ra quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Lý A Khoa, sinh năm 1983, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pa Treo, nhiệm kỳ 2021-2026, và ông Má A Chúng, sinh năm 1990, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Lèng Hồ. Ông Lý A Khoa và Má A Chúng bị tạm đình chỉ do cố tình trì hoãn, đun đẩy, né tránh trách nhiệm, không thực hiện thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác phòng chống bão lũ. Thời gian đình chỉ 15 ngày kể từ ngày hôm nay, 14 tháng 9.